Jose Mourinho chia sẻ với các phóng viên tại họp báo trước trận chung kết Europa League. Nếu ngày mai Roma thắng, tôi sẽ rời đi như đã từng với Inter ư? Hãy hỏi ông Mendy Lima, huấn luyện viên của Sevilla, vì anh ấy không giống như tôi, anh ấy có một hợp đồng sắp hết hạn. Hiện tại tôi không có liên hệ với các câu lạc bộ khác, không giống như khi tôi huấn luyện Inter. À, thật ra đội trưởng và các đội phó Roma đã hỏi tôi sẽ đi hay ở, tôi đã cho họ biết rồi, nhưng đây là chuyện nội bộ. Trước đó báo chí đã loan tin trận đấu với Spezia vào chủ nhật này sẽ là trận đấu cuối của người đặc biệt tại AS Roma. Điểm đến của người đặc biệt có thể là PSG.